Nhưng mà phủ bì thì nó sẽ là rơi vào cái tầm chân này các bác này. Tầm chân và cái tầm dạ ngang này sẽ là có cái độ vảnh ra. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video của em Linh. Đấy thì thưa các bác thì trong thời gian gần trở lại đây ấy, thì đang có rất nhiều các bác khách hỏi em Linh về cái mẫu vuốt sọc tờ. Và các cái câu hỏi mà các bác quan tâm nhiều nhất đó là với cái mẫu vuốt sọc tờ thì thường nó sẽ phù hợp với cái kích thước như thế nào, và nó sẽ có những độ dài rộng ra làm sao. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em Linh sẽ chia sẻ cho các bác để các bác có thể tham khảo trong không gian phòng thờ từ đường, nhà thờ hộ hoặc là tư gia các bác nhé. Thì đầu tiên thì em xin chia sẻ với các bác thì đối với cái mẫu vuốt sọc tờ thì nó có những cái nét đặc trưng rất là riêng để cho các bác có thể dễ nhận biết nhất. Với cái mẫu này thì thông thường thì đa số sẽ là hàng liền khối với cái dạ tiền, dạ ngang là dày là từ 10 phân trở lên. Đấy, thì các bác dễ nhận biết đối với hàng vuốt sọc tờ. Và thứ hai là những cái nét đục hoa văn của những hàng vuốt sọc tờ thì nó rất khác hoàn toàn so với những cái hàng phổ thông mai điểu như là dạ chắp. Thì với cái này là dạ liền khối thì nó đục kênh bong rất là nhiều. Đấy, và cái độ tỉ mỉ sắc nét của nó yêu cầu rất là cao. Và khi mà nhìn tổng thể vào thì các bác có thể nhìn cho em Linh là thường những cái hàng vuốt sọc tờ này thì nó gần như 100% là hàng bổ mẫu chéo hết. Đấy, đấy là một cái điểm mà các bác có thể lưu ý và nhận biết. Và chân thì thông thường sẽ là từ chân 26, chân 28. Đấy, kích thước rất là lớn. Cho nên là để mà chia sẻ với các bác về cái diện tích không gian phòng thờ để mà khi mà làm một cái vuốt sọc tờ này thì em Linh cũng rút ra cái kinh nghiệm và được làm khi mà chia sẻ của rất nhiều các bác khách. Thì với cái mặt bàn thì thông thường để mà làm ngắn nhất thì em Linh làm thường sẽ là dài vào 1m76 các bác ạ. 1m76 thì phủ bì của chiếc sập này thì nó rơi vào đâu đó khoảng là vào tờ 2m đến 2m1 là cái chiều ngang thấp nhất là 1m76 là em Linh sẽ tính theo mặt bàn. Nhưng mà phủ bì thì nó sẽ là rơi vào cái tầm chân này các bác này. Tầm chân và cái tầm dạ ngang này sẽ là có cái độ vảnh ra. Cho nên là cái diện tích cái không gian của các bác thấp nhất là phải từ 2m1 trở lên để các bác có thể kê được cái vuốt sọc tờ với diện tích mặt bàn là 1m76. Thì đối với cái mẫu vuốt sọc tờ này thì hiện nay thì khi mà các bác đưa vào sử dụng thì em Linh đang làm cho rất nhiều các gian thờ từ đường. Thì đối với cái diện tích của những gian thờ từ đường thì bao giờ sẽ là làm những cái mặt bàn này thường nó sẽ rất là rộng. Còn với tư gia thì thông thường với cái mặt bàn này thì em làm là thông thường sẽ là 1m07 các bác nhá. Đấy, với cái bàn này là 1m07. Nhưng với các cái gian thờ từ đường thì bao giờ sẽ bài trí rất nhiều các vật phẩm như là ngai thờ hay là khám. Ngoài ra thì sẽ còn có cả đỉnh đồng nữa. Nên là sẽ yêu cầu cái mặt bàn nó sẽ rộng ra. Đấy, thì các bác có thể nhìn sang bên này. Đây em đang làm một chiếc vua sập tờ theo yêu cầu hàng đặt, với cái mặt bàn là rộng tới 1m27 các bác ạ. Đấy, 1m27 là hàng nhị cấp. Còn em Linh đã từng làm những bàn rộng tới 1m57, 1m75. Đấy, rất là rộng, hàng tam cấp. Thì em có thể chia sẻ cho các bác là cái chiều rộng này nó sẽ phụ thuộc vào cái diện tích và cái yêu cầu mà mình sử dụng để các bác có thể đặt chiếc mặt bàn nó rộng ra. Thì với cái bàn này thì em làm là rộng tới 1m27 các bác nhé. Đấy, nó rộng hơn bình thường và là hàng nhị cấp. Ngoài ra thì có một cái điều mà em Linh muốn chia sẻ cho các bác, thì với cái diện tích của những cái hàng vuốt sọc tờ như thế này, khi mà chiều dài và chiều rộng nó được nới ra thì bao giờ thì những cái chân này thì cũng sẽ đi theo là nó sẽ to hơn. Với một chân 1m76 thì em đang làm là chân 24 thôi. Nhưng mà với cái vuốt sập thờ đây này rộng 1m27 thì em đang làm chân tới 28 các bác ạ. Đấy, nên nó sẽ phụ thuộc vào một vài yếu tố để các bác lựa chọn cái kích thước, cái độ dày dặn. Và có một cái điểm mà các bác lưu ý với cái hàng vuốt sập thờ nó vượt trội hơn so với cái những cái hàng phổ thông gắn mộng vuông, đó là gần như là những cái hàng mà bổ mộng sập này thì gần như là 100% là sẽ không có một chút keo cốn nào các bác nhá. Gần như là toàn bộ sẽ là gỗ thịt và nó không cần bất cứ một cái xà răng nào. Thông thường thì với những cái hàng bổ mộng vuông thì sẽ có xà răng trên, xà răng dưới. Nhưng đối với cái hàng vuốt sập thờ bổ mộng sập như thế này thì gần như là không cần bất cứ một cái xà răng nào các bác nhé. Thì em Linh cũng chia sẻ cho các bác thì với cái mẫu vuốt sập thờ này, ngoài cái kích thước chiều dài, chiều rộng thì kể cả những cái độ dày dặn của những cái dạ tiền này nó cũng sẽ thay đổi theo tùy vào yêu cầu của các bác. Có bác đã từng làm những cái dạ dày 12 phân, 14 phân, 14 phân. Ngoài ra kể cả dày 20 phân cũng đang có tiến hành làm rồi các bác nhé. Và cái điểm tiếp theo mà em Linh muốn chia sẻ cho các bác để các bác nhận diện rõ hơn với cái hàng vuốt sọc tờ, đó là thường sẽ là làm hai tầng cổ chỉ như thế này. Đấy, hai tầng cổ chỉ. Hai tầng cổ chỉ là tầng cổ trên, tầng cổ dưới và những cái đường chỉ đây, đường chỉ tròn này ở giữa. Và đặc biệt là những cái tấm cổ này thường sẽ là dày 5 phân và liền xuyên suốt một tấm chạy dọc từ bên này sang bên này các bác nhé.
Đấy. Và thường thì với những cái hàng vuông sập thờ như thế này, kể cả những cái phần nhỏ nhất, chi tiết nhỏ như là bao loan đây, cũng là đều được làm thủ công bằng tay 100% các bác ạ. Đấy, cái này là em cũng làm thủ công bằng tay. Với những cái hàng bao loan này thì rất nhiều các bác khách hay hỏi em Linh là với những cái bàn mà em Linh đăng lên tại sao lại không có. Thì thường là khi nào hoàn thiện thì em sẽ bỏ lên các bác ạ. Đây là cái phần phụ kiện. Đấy, một cái phần chi tiết nhỏ cũng được đầu tư rất là kỹ. Ngoài ra thì với cái phần mặt bàn thì hôm nay thì em Linh làm với những cái mặt này thì thường sẽ là khuôn dày 5 phân. Đấy, khuôn dày 5 phân và thường sẽ là soi chỉ ống tơ này, hoặc là soi cổ động như thế này các bác nhé. Đấy, hoặc là soi cổ động như thế này. Đây là hai cái mẫu đặc trưng của khuôn mặt bên nhà em Linh để cho các bác có thể lựa chọn với cái mẫu nào các bác cảm thấy phù hợp. Và đối với hàng vuông sập thờ như thế này thì thông thường thì em sẽ làm là ván mặt bao quanh, đây sẽ là cái phần bên trong ván mặt sẽ là dày 2 phân ghép đôi. Đấy, còn các bác muốn làm hàng liền tấm thì em cũng có. Và đặc biệt thì đối với cái hàng vuông sập thờ này thì hiện tại thì em Linh đang làm với ba chất liệu gỗ chính là bằng gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ và gỗ gụ Lào các bác nhé. Thì em vừa chia sẻ cho các bác để các bác có thể nắm được đối với cái hàng vuông sập thờ khi mà để trong không gian phòng thờ thì nó sẽ như thế nào để các bác có thể nhận diện rõ hơn. Đấy, các bác có thể cho em Linh xin một chút ý kiến đánh giá. Và em Linh xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.